Lý do cô gái 19 tuổi đăng quang Hoa hậu Việt Nam dù bị chê mờ nhạt, chiến thắng của Huỳnh Thị Thanh Thủy gây bất ngờ cho nhiều khán giả. Trước giờ G, thí sinh 19 tuổi không nằm trong nhóm ứng viên tiềm năng được dự đoán đăng quang. Huỳnh Thị Thanh Thủy, 19 tuổi, vượt qua 34 thí sinh để đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 trong đêm chung kết. Ngày 23 tháng 12, theo quan sát của phóng viên, những người theo dõi trực tiếp tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ về kết quả này. Trước lúc công bố Hoa hậu, khán giả đã đồng loạt hô tên Hoàng Hương Giang, danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt được trao cho Trịnh Thủy Linh và Lê Nguyễn Ngọc Hằng, trong khi Nguyễn Ngọc Mai, cô gái thắng giải Người đẹp nhân ái, gây tiếc nuối khi dừng chân trong top 5. Danh hiệu Hoa hậu và Á hậu 1 nhận được 100% sự đồng thuận. Trên các chuyên trang sắc đẹp ghi nhận luồng tranh cãi khi Huỳnh Thị Thanh Thủy trở thành người kế nhiệm Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Nhiều ý kiến cho rằng nữ sinh Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, kém sắc nhất top 5, không được đánh giá cao về khả năng trình diễn. Trình độ học vấn chưa trội hơn một số thí sinh khác, Thanh Thủy cũng không thuộc nhóm nhân tố tiềm năng được số đông dự đoán trước giờ G. Phản hồi những ý kiến này, bà Phạm Kim Dung, phó trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho Dinh biết, Thanh Thủy sở hữu những ưu điểm toàn diện của một đại diện nhan sắc theo đúng tiêu chí cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Chúng tôi rất thích hình thể của em ấy, gương mặt trái xoan đều đặn, đẹp và ưa nhìn. Bên cạnh đó, Thanh Thủy có nền tảng học thức tốt, có nhiều đóng góp từ thiện cho địa phương. Chúng tôi nhìn thấy khát vọng và nỗ lực chinh phục vương miện của Thủy. Theo bà Dung, Ngọc Hằng hay bé Quyên từng tham gia cuộc thi khác nên độ nhận diện cao hơn Thanh Thủy cũng như các thí sinh còn lại. Đồng nghĩa, Thanh Thủy là gương mặt mới, chưa có nhiều thông tin được khai thác. Việc không được nhắc đến nhiều cũng là áp lực của em ấy, bà Dung nói. Có mặt trong phòng họp công bố quyết định cuối cùng của giám khảo, bà Dung đồng tình rằng Thanh Thủy là chọn lựa vừa vặn nhất. Kết quả được đưa ra dựa trên cả quá trình dự thi chứ không phải chỉ ở chung kết. Nhìn chung Thanh Thủy và các cô gái trong top 5 đều trả lời ứng xử tròn trịa. Tuy nhiên, ứng xử chỉ là một trong những vòng thi, không phải cơ sở để quyết định người đăng quang. Do đó, kết quả từ màn ứng xử chỉ giúp củng cố thêm kết quả chung cuộc, phó trưởng ban tổ chức phân tích. Theo bà Dung, để chọn ra thí sinh xứng đáng nhất, ban tổ chức và ban giám khảo đã cân nhắc rất kỹ. Ngôi vị Hoa hậu và Á hậu 1 nhận 100% sự đồng thuận, trong khi danh hiệu Á hậu 2 tốn nhiều thời gian trao đổi hơn. Cuối cùng, Lê Nguyễn Ngọc Hằng là cái tên phù hợp nhất. Sự hòa nhã giúp Thanh Thủy ghi điểm. Là thành viên trẻ nhất trong ban giám khảo, đồng thời cũng từng là thí sinh của Hoa hậu Việt Nam. Đường kim Hoa hậu liên lục địa Lê Nguyễn Bảo Ngọc thấu hiểu tâm lý và sự cố gắng của Huỳnh Thị Thanh Thủy. Chúng tôi đã phải cân nhắc rất nhiều lần, cuối cùng cho ra kết quả nhận được sự đồng thuận cao nhất. Tôi tin rằng khán giả sẽ hài lòng và dần hiểu tại sao ban giám khảo lại chọn top 3 năm nay, Bảo Ngọc chia sẻ với Dinh. Trước câu hỏi về việc Thanh Thủy được nhận xét không phải gương mặt nổi trội qua các vòng thi, Bảo Ngọc liên hệ đến trường hợp của mình. Cô nói rằng bản thân từng có xuất phát điểm thấp, nhưng cuối cùng, giám khảo đã cân nhắc cho cô danh hiệu Á hậu 1 Miss World Việt Nam 2022 vì nhìn thấy khả năng, tiềm năng của cô sau này. Và hôm nay, tôi cũng nhìn thấy những điều đó ở Thủy, cô gái hội tụ đủ tri thức, sắc vóc. Hơn thế nữa, Thủy toát ra sự hòa nhã và tự nhiên. Đó là điều không chỉ ban giám khảo mà cả các thí sinh khác đều đánh giá rất cao, Bảo Ngọc chia sẻ. Đối với Bảo Ngọc, top 3 Thanh Thủy, Thủy Linh và Ngọc Hằng đều 1-9-1-10, bất phân thắng bại. Tuy nhiên, Thanh Thủy đã bật lên và tỏa sáng đúng lúc, đúng cách. Vậy nên danh hiệu thuộc về cô là điều dễ hiểu. Tân Hoa hậu Việt Nam cao 1,75m, số đo 3 vòng 80, 63, 94cm, nụ cười tươi. Cô hiện là sinh viên năm thứ 2 khoa ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Cô từng đoạt nhiều giải thưởng như giải nhì học sinh giỏi ngữ văn cấp thành phố năm 2016, huy chương bạc thời trang trẻ hội hoa xuân thành phố 2019, hoa khôi Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng 2021, à khôi một học sinh, sinh viên thanh lịch thành phố Đà Nẵng 2021. Trong vòng thi ứng xử ở chung kết, Thanh Thủy nhận câu hỏi, thế giới đã đạt mốc 8 tỷ người, trong biển người mênh mông đó, bạn định vị cá nhân thế nào? Cô trả lời, ngày 15 tháng 10 một đánh dấu cột mốc thế giới có 8 tỷ người. Tôi tự hỏi bản thân có trở nên nhỏ bé giữa thế giới mênh mông ấy không? Tuy nhiên, tôi tin bằng sự nỗ lực, kiên cường, mình có thể cống hiến, mang lại những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam, Huỳnh Thị Thanh Thủy nhận 350 triệu đồng tiền mặt và bắt đầu một năm đương nhiệm. Bên cạnh đó, cô sẽ được đại diện Việt Nam chinh chiến ở đấu trường sắc đẹp quốc tế, hiện chưa rõ là cuộc thi nào.